là trị viêm xoang, viêm mũi nhẹ, viêm xoang nặng mà nó có mủ trong này luôn rồi đó quý vị. Rồi quý vị bị có đàm, quý vị bị ho khan, quý vị bị giống như là gần như là suyễn rồi yếu ha. Có rất là nhiều cái bệnh về giống như là về trầm cảm nữa. Mình buồn bực, à có những ngày như vậy, quý vị bị buồn bực đó là mình thấy bực bội hay là mình thấy không có vui trong gia đình đó, quý vị có thể tự đốt nó lên và mình ngồi mình hít, mình thở, mình hít, mình ngửi nó, mình xông nó lên, nó rất là tốt quý vị nha. Đây là một cái sản phẩm mà Ngọc Nhi rất là thích và chính bản thân Ngọc Nhi đã dùng lúc Ngọc Nhi bị trầm cảm rất là nặng. Ngọc Nhi xong á, một lúc lúc xong là cách 1-2 ngày một lần đó quý vị. Ngọc Nhi bị rất là nặng, nặng đến mức, xin nhắc lại là nặng đến mức mà Ngọc Nhi phải muốn vào cái phòng ngủ của mình đó quý vị. Ngọc Nhi ngồi trong, đóng cửa lại, tắt đèn và ngồi ở một cái góc phòng nhỏ nào đó, một cái góc mới được, và úp mặt vô cái tay mình, không muốn gặp ai hết trong một thời gian rất là dài. Ví dụ như tâm sự con gái lớn Ngọc Nhi là mẹ bị trầm cảm nặng đó, thì cháu mới là tìm hiểu và gặp chưa dùng cái này. Ngọc Nhi hoàn toàn là sau đó không có đi bác sĩ mà dùng cái này thôi đó quý vị. Thì đây là một cái sản phẩm mà Ngọc Nhi thấy rất là tốt, rất là tốt, và là nó là từ thiên nhiên đó quý vị, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe quý vị bằng hóa chất. Và cái vấn đề uống thuốc ngủ đó, nó làm cho quý vị phải nghiện thuốc ngủ, không có tốt đâu quý vị. Mình uống thuốc ngủ mình sẽ bị mất ngủ nặng hơn, bởi vì sau này khi không có thuốc ngủ quý vị sẽ không ngủ được. Mất ngủ là một cái triệu chứng của trầm cảm, của lo âu, cũng có thể là một cái triệu chứng của cái bệnh mà mình đang vào thời kỳ là nội tiết tố của phụ nữ nó bị yếu đó quý vị ha. Ở Mỹ thì người Hoa Kỳ, người Mỹ, người Filipino, rất là nhiều người, và thậm chí người Mỹ bản xứ, họ gọi là người dân tộc của Mỹ đó, à, thì họ dùng cái này rất là nhiều. Người Mỹ cổ xưa đó quý vị, người ta dùng cái này rất là nhiều để cho vấn đề về tâm linh tinh thần và về sức khỏe mà chúng ta không biết. Cái này thì Ngọc Nhi đã dùng 3 năm nay rồi. Hả? Ngọc Nhi đã dùng 3 năm nay rồi. Và rất nhiều cái văn phòng bác sĩ ở Mỹ, người ta dùng cái này để cho bệnh nhân người ta điều trị những cái chứng bệnh về tâm, về tinh thần của mình đó quý vị, về trầm cảm, về buồn phiền, về những cái năng lượng xấu xung quanh chúng ta, về sức khỏe của phổi, rất 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 là lạ hay quý vị ha. Người Việt chúng ta đó, mình nghĩ rằng mình là người tin dị đoan, hay là mình tin vào những cái thuốc dược thảo, nhưng mà thật sự ra để mà nghiên cứu sâu đó, chúng ta vẫn không bằng người Tây phương. Gần đây đó, Ngọc Nhi có một kinh nghiệm bản thân mà Ngọc Nhi kể quý vị, quý vị sẽ rất là bất ngờ. Cách đây khoảng 6 năm hơn, gần 7 năm, Ngọc Nhi bị bệnh trầm cảm. Mà trầm cảm rất là nặng luôn. Trầm cảm vì lúc đó là cũng như là vấn đề hôn nhân của Ngọc Nhi nó không có được may mắn. Ngọc Nhi bị trầm cảm rồi, cộng với là công việc lúc đó là từ một công ty nhỏ chúng tôi bước vào thị trường lớn của Mỹ. Ngày xưa đó công việc Nhi làm công ty gia đình thôi, nhưng mà vào thời điểm đó thì Ngọc Nhi bắt đầu làm ra cái building lớn và chuẩn bị đưa hàng vào thị trường Mỹ, cho nên nó có nhiều cái áp lực về công ty lắm, về nhân viên nữa. Thì Ngọc Nhi nhất là về vấn đề gia đình, Ngọc Nhi bị trầm cảm rất là nặng. Thì có một lần con gái Ngọc Nhi nó về thì nó đưa Nhi một cái cây, nó nói rằng là mẹ nên đốt cái này ở nhà để mà xua đi những cái năng lượng xấu trong nhà và giúp cho cái tinh thần của mẹ. Thì quý vị nghĩ Ngọc Nhi đâu có tin đâu. Ngọc Nhi hoàn toàn không tin, tại Ngọc Nhi là người ghét nhất là tin dị đoan. Có nghĩa là Ngọc Nhi tin vào những cái đức tin về trời Phật, về Thiên Chúa, nhưng mà đứng đắn tối cao, nhưng Ngọc Nhi không có tin dị đoan và không bao giờ trong đời Nhi đi coi bói, không bao giờ luôn. Đó. Nhưng mà ngày hôm đó như là Ngọc Nhi bị giống như là một cái trầm cảm quá nặng, thì con gái lớn Ngọc Nhi nó rất là gần với mẹ. Nó mang về, nó hô rằng một người bạn Ấn Độ của nó cho hai loại lần. Thì hôm nay như nói một cái loại trước, thì mẹ đốt cái này và mẹ ngửi và thì mẹ sẽ rất là khỏe. Và thật sự thưa quý vị, cái lúc đó Ngọc Nhi giống như là một cái người chết đuối mà nhớ được cái phao vậy đó. Thì Ngọc Nhi mới đốt lên. Thì thật sự khi Ngọc Nhi vừa đốt cái mùi hương nó lên đó, thì Ngọc Nhi hít thở, Ngọc Nhi cảm nhận được rằng là yes, có cái gì đó thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cái não của mình liền, trong cái hệ thần kinh của mình liền. Nhưng mà rồi bắt đầu Ngọc Nhi bắt đầu dùng nó, Ngọc Nhi thấy rằng cái bệnh trầm cảm tự kỷ nó từ từ nó biến mất đi. Và cái hay nữa là khi Ngọc Nhi nghiên cứu sâu vào, đến những cái văn phòng bác sĩ mà chuyên về tâm lý hay là những cái trị bệnh về dược thảo của Mỹ luôn, của Mỹ chứ quý vị, không phải là của người Việt Nam chúng ta nha quý vị nha, hoàn toàn không phải của người Việt Nam nha. Thì Ngọc Nhi mới phát hiện ra rằng đó là thưa quý vị là
cái cây này nè, nó cực kỳ hay trong vấn đề trị viêm xoang, viêm mũi, bị phổi, bị yếu, ho thường xuyên, và mình cảm thấy mình ho có đàm vậy đó, mình viêm cuống họng, viêm họng lâu năm, rồi viêm xoang lâu năm trị không hết, và đặc biệt là trầm cảm. Thì nếu quý vị là cái người có những cái triệu chứng đó thì quý vị nên tự cứu mình. Trầm cảm là một cái vấn đề mà cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe tinh thần. Khi chúng ta bị trầm cảm đó, chúng ta không có làm gì được hết, chúng ta rất là dễ dàng buông xuôi. Có một lần Ngọc Nhi bị trầm cảm đến cái mức nặng đó quý vị, cách đây 7 năm. Nặng đến mức mà Ngọc Nhi chỉ muốn đó là Ngọc Nhi đi vào cái phòng của mình, đóng cửa lại và vào một cái góc nhỏ trong phòng, ngồi đó úp mặt vào đầu gối và không muốn nhìn ai hết, không muốn ánh sáng luôn, không thấy ánh sáng luôn. Ngọc Nhi rất thích làm cảm giác đó, cảm giác là Ngọc Nhi cảm thấy là mình rất là an toàn và mình rất là ấm áp với bản thân mình. Ngọc Nhi bị nặng tới mức như vậy, cái thời điểm là trước một năm, trước khi Ngọc Nhi quyết định ly dị đó quý vị. Thì thưa quý vị, cái cảm giác trầm cảm mà tổn thương tinh thần thì không có ai cứu quý vị được. Những cái loại thuốc tây đó, nó chỉ giúp cho quý vị an thần và ngủ thôi, hoặc là những cái loại thuốc làm cho quý vị bị hưng phấn lên thôi, nhưng mà tận sâu trong cái tinh thần quý vị bị không cứu được đâu. Thì khi mà con gái Ngọc Nhi nó giúp Ngọc Nhi cái đó đó, thì Ngọc Nhi bắt đầu sử dụng. Thì cách mà sử dụng là như vậy. Đây là cái bịch này, hiện giờ là ở tại Hoa Kỳ đã hết hàng rồi, tại vì Ngọc Nhi, nhưng mà tại Việt Nam thì chúng tôi vẫn còn hàng ở Việt Nam, tại vì mới vừa chuyển về Việt Nam. Thì cái này Ngọc Nhi bán quanh năm suốt tháng ha. Đây nó gọi là cây charger, nó rất là lạ. Quý vị lên trên mạng quý vị sẽ thấy được. Nó có những cái clip, những cái video mà người bản xứ người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ, như người Hawaiian, là người Hawaii nè. Rồi những người Mỹ mà những người Mỹ cổ đó quý vị, có nghĩa là những người Indian đó. Và đây là những người sống những cái bộ tộc da đỏ đó quý vị, thì họ dùng rất là nhiều. Cái này đó nó có rất là nhiều loại nha quý vị. Quý vị rất là dễ lầm. Có những loại họ quấn với một loại hương thôi, thì quý vị dùng để chỉ đốt để mà cho thơm trong nhà thì nó rất là rẻ. Nhưng có những loại nó trị đúng là bệnh trầm cảm, rồi nó trị những cái bệnh chẳng hạn như là về viêm mũi, về viêm phổi nặng và về thông đàm và về làm nhẹ hơi thở thì nó rất là mắc. Thì cách dùng đó quý vị, cách dùng đó là mình đốt nó lên ha, nó rất là khó cháy nha quý vị nha, mình đốt nó lên như vậy. Mình cần ngửi cái mùi khói của nó rất là khó cháy. Nhưng mà khi nó ung uống rồi đó, thì một lần mình dùng chỉ một phút thôi, quý vị không cần dùng nhiều nha. Quý vị nhớ là không có cần dùng đốt cả ngày nha. Một lần quý vị dùng, quý vị đốt nó lên khói vậy thôi nè. Ok. Đó, cái khói đây, quý vị ha. Quý vị ngửi. Cái mùi hương rất là lạ. Quý vị đốt để trước mặt mình, ha, quý vị ngửi. Có người thôi để vào cái chén. Rồi người Mỹ thì để vào cái chén và họ khoác cái khói vào người họ, họ khoác lên đầu họ, khoác lên đầu họ. Đây không phải vấn đề là dị đoan hay là mê tín, nhưng mà đây là cái vấn đề là tâm lý học và trị bệnh theo cổ truyền của người Mỹ, chứ không phải là người Việt Nam chúng ta, của người Mỹ cổ nha quý vị nha. Mình gọi là người Indian á, Indian, đây. Người Ấn Độ xài rất là nhiều ha, người Filipino, người Mexico cổ là người Mễ đó, người Mễ Tây Cơ đó quý vị ha. Những cái đền thờ ở tại Hoa Kỳ, người ta cũng thỉnh thoảng đốt cái này để xua đuổi những cái năng lượng xấu ở trong cái đền của người ta. Vì nhà quý vị, vì nhà của mình đi, thì mình cảm thấy là có những cái năng lượng xấu mà mình cảm thấy rằng không có yên tâm. Những cái tiếng động mơ hồ hay là những cái vấn đề mình cảm thấy không có yên tâm đó, thì mình hay đốt cái này. Nó rất là dễ tắt bởi vì nó bó rất là chặt ha. Dễ tắt thì lúc mình dùng đó, quý vị nên cầm một cái hộp quẹt đi gần, thì quý vị cứ thỉnh thoảng bị đốt. Nhưng để mà trị bệnh viêm mũi, viêm xoang, nhớ như quý vị nha, viêm mũi, viêm xoang, ho có đàm, rồi bị viêm họng ha, thì quý vị đốt một lần, đốt như vậy quý vị hít cái hơi khói của nó khoảng một phút thôi. Một ngày đó mình làm hai lần, một lần là sáng sớm hoặc một lần là tối trước khi đi ngủ. Thì chúng ta bận bịu chúng ta có thể là đốt một lần thôi nhá, vào một cái buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất đó quý vị. Rất là hay nếu quý vị nào trên màn hình Ngọc Nhi mà đang bị viêm xoang nặng, quý vị nhớ nè, quý vị không thể nào trong một hai lần ngửi mà nó hết nha. Những quý vị nào, xin nhắc lại, mình bị đau nửa bên đầu ha, mình bị viêm xoang ha, mình bị trầm cảm ha, mình bị mất
ngủ ha, mình bị viêm họng ha quý vị ha, thì rất là hay. Thì Ngọc Nhi vừa gửi về Việt Nam được khoảng mấy ngày hôm nay, thì Ngọc Nhi thực thông báo là tới Việt Nam hồi chiều hôm nay rồi. Vừa tới Việt Nam rồi thì lập tức Ngọc Nhi dặn các cháu Ngọc Nhi đó là để lên giỏ hàng TikTok liền, để cho quý vị biết cái này. Đây là những cái sản phẩm mà hiện giờ ở tại Hoa Kỳ người ta dùng rất là rộng rãi. Người ta dùng rất là rộng rãi. Nếu quý vị nào ở tại Hoa Kỳ, quý vị sẽ thấy rất là rõ. Quý vị lên Amazon nó có hết trơn hả quý vị nhá. Đó, nhưng mà tùy theo cái thuốc mà bó trong này. Thì lúc Ngọc Nhi đặt đó là Ngọc Nhi đặt của một cái người này, họ là người Ấn Độ, người Nam Mỹ nữa. Thì họ làm rất là tốt. Và đặc biệt những cái loại thuốc bó trong này đó quý vị, là nó giúp cho, xin nhắc lại quý vị nè, trầm cảm, viêm xoang nặng, trị không có hết, viêm mũi thường, viêm họng ha quý vị ha, bị chứng đau nửa đầu ha. Thì quý vị thường thường cái nguyên nhân mà đau nửa đầu đó là quý vị bị lo lắng, bị stress quá lâu ngày, thì nó làm cho cái thần kinh quý vị bị rất là yếu và rất là dễ đau. Thì cái này là quý vị rất là cần nha. Đây là một cái khói mình ngửi vào, Ngọc Nhi làm như vậy, mình hít vào, thấy quý vị ha.